Một câu hỏi tiếp theo đến từ khán giả Hoàng Mạnh Hùng, số điện thoại 09713 số cuối 444 tại Phú Thọ. Khán giả đã hỏi như sau: lợn nái nhà tôi mới đẻ được một hôm, lợn nái cắn con nhưng vẫn cho con bú. Lợn con chạy trước mặt lợn mẹ thì lợn nái cắn, hỏi nguyên nhân cùng biện pháp khắc phục. Vâng, thưa anh Hùng, sau đây sẽ là những tư vấn của chuyên gia Lê Văn Năm dành cho câu hỏi của anh. Lợn nái mẹ sau sinh ấy thì lại cắn con đấy. Đây là hiện tượng mà nó chỉ cắn khi mà bị đau nhức ở chỗ nào đấy, đặc biệt là vú. Thế nhưng vẫn cho con bú. Thế đây có nghĩa là gì? Lợn bị sốt sữa. Thế là trong một loạt cái bầu vú thì có bầu vú nào nó bị viêm sưng đau và nó tắc sữa. Và khi nó tắc sữa này nó ức chế nó đau. Và cái lợn con bò đến đấy hoặc là cả bú vào đấy thì nó đau nó cắn thôi. Thế cho nên là trong trường hợp này ấy, không phải tất cả các bầu vú viêm đau, cho nên là ngoài bầu vú viêm đau ra thì nó vẫn lợn mẹ vẫn cho lợn con bú là vì thế. Trong trường hợp này thì chúng ta biết đây là một cái vấn đề thường gặp ở những nái đẻ. Hiện tượng ấy chúng tôi dùng cái từ trong khoa học gọi là sốt sữa. Đây là một trong những cái bệnh chứng thường gặp thuộc hội chứng MMA. Và trách nhiệm của chúng ta là bây giờ làm sao để lợn nái mẹ không bị sốt sữa nữa. Và cái bầu vú viêm phải nhanh chóng để chữa khỏi. Vì nếu không chữa khỏi thì sau này nó sẽ gây lép vú. Và chắc là nếu lứa sau thì bầu vú này sẽ không có khả năng có sữa. Và vì thế cho nên là cái vấn đề thời gian điều trị thì chúng ta thấy là nó mang tính cấp thiết. Tức là chúng ta điều trị càng sớm càng tốt. Việc đầu tiên là chúng ta cho lợn nái mẹ ăn uống chăm sóc đầy đủ. Rồi sau đó chúng ta tìm xem là bầu vú nào là bầu vú viêm gây đến tắc sữa, sốt sữa. Sau khi phát hiện rồi thì chúng ta lau sạch bằng rẻ ấm khô, ấm ẩm, lau thật sạch. Nếu cần thiết thì chúng ta thậm chí là phải bằng lau bằng nước xà phòng. Và chúng ta sờ thấy bầu vú viêm đau cứng nhắc lên. Thế mà trong đó thì chúng ta phải sờ xem là bầu vú ấy nóng hay lạnh. Nếu nóng thì chúng ta phải chườm lạnh. Nếu lạnh thì chúng ta phải chườm nóng để làm sao để giảm cái tốc độ viêm. Và đồng thời cái việc đó là chúng ta chườm như thế thì chúng ta làm cái massage nhẹ. Và tìm mọi cách là chúng ta đẩy được cái sữa đọng ở trong bầu vú ấy ra ngoài, tức là chúng ta bắt kiệt sợ cái bầu vú viêm. Thế sau đó thì chúng ta phải tiêm 2 mũi. Cái mũi thứ nhất là chúng ta tiêm kháng viêm thôi, kháng sinh và kháng viêm bằng cách là linco gen LA 1 ml, dexthesin 1 ml. Trộn lẫn lại tiêm cho 10 cân heo một lần, ngày 2 lần và phải tiêm đủ 4 ngày. Thế khi mà chúng ta tác động như vậy ấy, thì khả năng cái lợn nái sẽ mất sữa. Cho nên chúng ta phải kèm theo cái mũi kháng viêm, kháng sinh thì chúng ta phải tiêm kích chữa. Cái kích chữa đây tốt nhất là chúng ta phải dùng oxytocin, thuốc cổ điển nhưng mà hiệu quả. Và chúng ta lấy là 20 UI oxytocin tiêm cho 100 cân thể trọng lợn một lần. Và chúng ta phải tiêm ngày 2 lần. Và cũng phải tiêm kéo dài 3-4 ngày. Như vậy là để song song với cái việc đó là chúng ta không để cho lợn nái mất sữa. Cái việc này ấy thì phải làm và được theo dõi một cách rất chặt chẽ. Và cố gắng là sau 4 ngày điều trị thì chúng ta không những là cái bầu vú viêm tắc sữa đấy sẽ được thông, được khỏi, mà lợn nái mẹ không mất sữa. Thì đương nhiên là khi chúng ta dùng kháng sinh, kháng viêm thì sẽ ảnh hưởng đến cái lợn con. Trong trường hợp này chăm sóc lợn con thế nào? Thì thứ nhất là chúng ta phải chuẩn bị khả năng là khi chúng ta tiêm kháng sinh ấy, thì trước khi tiêm là chúng ta phải cho lợn con bú đầy đủ. Mà sau đó, sau cái lần thứ nhất đến lần thứ hai thì trước khi bú mẹ thì chúng ta cũng nên massage toàn bộ bầu vú và vắt cái sữa đầu đi, những cái giọt sữa đầu đi. Sữa thứ hai thì cũng nên uống hạn chế. Chúng ta phải cho con ăn bổ sung sữa ngoài. Vì trong sữa mẹ lúc này đã có kháng sinh, có kháng viêm, và nó ảnh hưởng đến cái hệ vi khuẩn có lợi đường ruột, và lợn con dễ bị tiêu chảy. Cho nên chúng ta nên cho bú ít thôi, còn lại thì chúng ta cho ăn thêm sữa ngoài. Cách chăm sóc lợn con là như vậy, cần hết sức cẩn thận và làm một cách tỉ mỉ. Thì sau 4-5 ngày thì chúng ta được cả lợn nái mẹ và được cả lợn nái con, được cả đàn con. Vâng.